Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái đó thì cái sở chất nó tốt hơn. Đối với nguyên cấp thì sẽ cho các gốc rất khó chị, có thể là có cái dao này nó chặt ra thì em cần cái đó như thế này rồi chứ. Thank you.
sự thay đổi người, ý ra mà hình vào. Thank you.
mới thấy trận như thế này mà tôi nghĩ bàn thắng sẽ đến ở điểm tình huống. Có sự thay đổi người bên cái đây nó đến Cảnh ra và Tuấn vào. Cảnh ra và Tuấn vào. Băng lên. Bên trung chơi với sự lẫn người Việt Anh ra và Vân Anh vào. Việt Anh ra và Vân Anh vào. Thế bên này đội vào đi. Cầu thủ nhanh nhanh chưa ạ? Việt Anh ra và Vân Anh vào. Vâng, thời gian nữa thức nghiệp 2 là hết. Chúng ta có 1 phút bù giờ. Tỷ số trên sân vẫn đang là 0-0. Và đây là phút bù giờ. Vâng, rất mong các cầu thủ hai đội ta giữ bình tĩnh. Căng ra. Vâng, rất mong các cầu thủ chúng ta hai thẻ luôn. Nhất định với trọng tài. Và cái này nhiệt độ rất à? Cao. Tuy nhiên thì giữ đầu lạnh là đã một phút bù giờ, đang trong phút bù giờ cuối cùng.
Một số nó đang là không ra. Đây có thể là tình huống nguy hiểm cuối cùng trận đấu. Vào đi. Anh Lê vào đi chờ. Wow, wow, trận đấu đã kết thúc, tỷ số là